Bất chấp tổn thất và thương vong trong hai tuần phản công lớn, Ukraine vẫn nỗ lực công phá phòng tuyến Nga với hy vọng đánh thủng tuyến phòng ngự đó, tạo ra đột biến làm sụp đổ thế trận của Nga. Ý đồ của Ukraine về đánh thủng phòng tuyến Nga tạo đột biến chiến lược Châu Âu muốn bớt lệ thuộc Mỹ nhưng có dễ Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Quân đội Ukraine vẫn dồn sức cho chiến dịch phản công Nga bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 năm 2023. Họ tổ chức tiến công vào nhiều nơi cùng một lúc trên chiến tuyến với Nga, dài khoảng 1.000 km, trong nỗ lực tìm ra các điểm yếu trong bức tường thép Nga để có thể khoét sâu, tiến tới làm sụp đổ thế trận phòng thủ của Nga. Các lực lượng Ukraine tập trung tấn công theo hướng Donbass và miền nam Ukraine. Họ đặc biệt xoáy mạnh vào khu vực quanh thành phố Bamut, phía Nga gọi là Atemus, gần thành phố Donetsk, phía tây của tỉnh Donetsk và ở tỉnh Japorizhia mục tiêu của Kiev đã khá rõ, đột phá qua tuyến phòng ngự của Nga rồi chọc thẳng xuống biển Azov, cắt lực lượng Nga làm đôi. Một khi đạt được các mục tiêu trên, quân đội Ukraine có thể lựa chọn công kích bán đảo Crimea ở phía nam hoặc đánh ngược lên miền Bắc và miền Đông Ukraine. Các lực lượng Ukraine có thể thu được những thành quả nhỏ trong mỗi cuộc tấn công, nhưng cơ bản chưa xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của Nga. Chiến sự diễn ra ác liệt trên bộ và hai bên cũng hứng chịu thường vòng đáng kể. Tình báo Anh cuối tuần qua đánh giá như sau. Ở miền Nam, các lực lượng Nga thường tiến hành các hoạt động phòng ngự tương đối hiệu quả. Cả hai hứng chịu thương vong cao. Phía Nga có những tổn thất có lẽ là cao nhất kể từ sau đỉnh điểm trận chiến Ba Mút vào hồi tháng 3 năm 2023. Phía Ukraine ước tính sau 16 ngày họ tiến hành phản công, các lực lượng Nga đã có vài ngàn quân nhân tử trận, bị thương hoặc bị bắt. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã mất nhiều vũ khí do phương Tây viện trợ, trong đó đáng lưu ý có 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 và A4, hai pháo tự hành chống tăng AMX-MRC và 20 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Tuy nhiên, một số xe quân sự của Ukraine bị hư hỏng trong đợt phản công vừa qua vẫn có thể sửa chữa và đưa trở lại chiến đấu được. Và có một điều quan trọng là nhiều xe thiết giáp bị bắn cháy, bắn hỏng nhưng đã giúp kíp quân nhân trong xe an toàn. Tuy tổng thể hứng chịu nhiều thiệt hại do là bên tấn công và gặp phải hệ thống phòng ngự chắc chắn nhiều lớp của Nga, quân đội Ukraine vẫn đạt được một số bước tiến nhất định trên chiến trường dù là chậm chạp. Điều này khiến nhiều người ủng hộ Ukraine kỳ vọng về việc quân đội Ukraine có thể lặp lại chiến thắng mau chóng của họ trong đợt phản công ở Kharkov vào tháng 9 năm 2022. Đối với Ukraine, tình thế bây giờ đã khác xưa. Quân đội Nga đã tạo ra một hệ thống các pháo đài quy mô lớn nhất trong lịch sử gần đây. Với các tuyến phòng ngự chiều sâu gồm nhiều cứ điểm bố trí liên hoàn, nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau, cùng với các bãi mìn, hệ thống vật cản xe tăng. Nhưng mặt khác, Nga cũng khó khăn về nhân lực. Các chỉ huy Nga đã phải đưa lực lượng dự bị và các đơn vị tác chiến ở các nơi khác về những khu vực bị Ukraine tấn công trong đợt phản công vẫn đang diễn ra. Theo tính toán của các chuyên gia phương Tây, nếu Ukraine duy trì được đà tấn công như hiện nay, quân đội Nga có thể cạn kiệt lực lượng dự bị, còn các vết nứt trên bức tường thép của quân Nga có thể mở rộng để quân Ukraine có thể đánh xuyên qua. Nhưng đấy là nếu Ukraine duy trì được nhịp độ tấn công trong thời gian dài và chịu đựng được các thương vong tổn thất lớn khi công phá phòng tuyến Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia một mặt thừa nhận tình hình đang khó khăn cho phía họ. Mặt khác bà tỏ ra lạc quan về việc quân đội Ukraine đã tiến được 7 km và chiếm được thêm 113 km vuông lãnh thổ từ tay Nga. Thứ trưởng Hanna Malia còn tiết lộ rằng chiến dịch phản công của Ukraine có một số nhiệm vụ và đòn mạnh nhất vẫn chưa tới. Ukraine hiện không chỉ tấn công phía trước cùng sự Nga mà còn đánh sâu vào phía sau chiến tuyến Nga. Phía Ukraine thông báo họ đã đánh trúng một kho đạn lớn của Nga ở thị trấn Rykovi ở tỉnh Kherson, khu vực do Nga kiểm soát. Nơi này nằm sau chiến tuyến tới 105 km. Một video xuất hiện trên mạng xã hội vào hôm 19 tháng 6 cho thấy một kiếp xe tăng Ukraine sống sót sau khi bị bắn bằng súng chống tăng B-41. Khi xe tăng T-64BV thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 35 của Ukraine tiến đến gần chiến hào gần một dạng cây ở Storo, GV, tỉnh Donetsk, các binh sĩ Nga bắn liên tiếp hai phát đạn súng chống tăng vào chiếc xe này. Quả đạn B-41 thứ nhất lao sượt qua xe tăng. Vài giây sau đó, quả đạn B-41 thứ hai đánh vào không phải của xe tăng. Chớp lửa lóe lên cùng tiếng nổ kèm với các mảnh vỡ bay lên không trung và một đụn khói màu trắng. Nhưng chiếc xe tăng chỉ bị hư hại nhẹ, xe thoát chết có lẽ nhờ vào lớp giáp phản ứng nổ trên xe. Một chuyên gia Mỹ cho hay, hầu hết các xe tăng của Ukraina hiện có lớp giáp phản ứng nổ ở bên hông. Đầu tuần này, phát biểu tại hội nghị lớn tổ chức bên lề triển lãm công nghiệp hàng không lớn nhất thế giới Paris Air Show, tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhấn mạnh thông điệp, liên minh châu Âu EU cần phải tự chủ và độc lập hơn trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phức tạp. Theo AP, phát biểu tại diễn đàn có các bộ trưởng quốc phòng và đại diện của 20 nước châu Âu. Ông Macron kêu gọi EU hãy xây dựng chiến lược bảo vệ không phận của khối này và thay đổi tình thế bị lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Thực tế, đây đã là vấn đề được tranh luận từ lâu trong nội bộ EU, nhưng được khơi lại như vấn đề cấp bách hơn từ khi xung đột bùng nổ tại Ukraine. Theo các nhà tổ chức sự kiện của Pháp, các cuộc thảo luận gồm những vấn đề như khả năng tác chiến chống máy bay không người lái drone và phòng thủ chống tên lửa đạn đạo những nội dung bàn thảo này cho thấy xung đột ở ukraine đang diễn ra phần nào cho thấy tầm quan trọng cũng như hiệu quả thực tiễn của các loại vũ khí này ngoài ra vấn đề gian đe hạt nhân cũng nằm trong chương trình nghị sự chúng ta cần biết tình huống đe dọa là gì và nếu thế thì chúng ta những người châu âu có thể sản xuất những gì và chúng ta cần phải mua gì ở tình huống đó ông macron nói và phản đối việc mua ngay lập tức những thứ không dùng đến nhà lãnh đạo pháp cũng hối thúc các nhà thầu quốc phòng eu xây dựng hệ thống quân sự độc lập và rời chuỗi sản xuất của họ về lại lục địa già ông cũng kêu gọi thiết lập các tiêu chuẩn được tăng cường của châu âu tại sao chúng ta vẫn cần mua của mỹ quá thường xuyên như vậy vì người mỹ đã tiêu chuẩn hóa nhiều hơn chúng ta và vì họ có những cơ quan liên bang đã cung cấp những khoản trợ giá khổng lồ cho các nhà sản xuất của họ ông macron lập luận thực tế mong muốn eu tự chủ hơn về quốc phòng không chỉ của riêng nước pháp quan điểm này cũng đã được nhiều quan chức khối này lưu ý thời gian qua Chẳng hạn vào cuối năm ngoái, ông Jiri Sadevi, giám đốc điều hành cơ quan quốc phòng châu Âu cảnh báo, châu Âu không thể trông cậy vào Mỹ như tấm lá chắn duy nhất mà phải chủ động phát triển năng lực quân sự của mình. Pháp từng là quốc gia công khai chỉ trích kế hoạch do Đức dẫn dắt nhằm nâng cao năng lực phòng không của châu Âu. Dự án nằm trong kế hoạch này có tên là Chắn bầu trời châu Âu, được khởi động từ cuối năm ngoái với sự tham gia của 17 nước châu Âu, bao gồm cả Anh nhưng không có Pháp. Dự án này dự kiến hợp nhất với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO. Tuy nhiên, Paris tin rằng dự án này không thực sự bảo vệ chủ quyền châu Âu vì cho rằng nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Israel. Như vậy trong vấn đề này đã có sự chia rẽ rất lớn trong lòng EU giữa hai nền kinh tế dẫn đầu là Đức và Pháp. Vào ngày 19 tháng 6, trong cuộc họp báo tại Berlin với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết cũng như quan điểm kiên định của Berlin. Với sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu, chúng ta sẽ đưa các nước châu Âu lại gần nhau để cùng tăng cường sự bảo vệ trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và drone. Nhà lãnh đạo Đức không đề cập phản đối của Paris với sáng kiến an ninh này. Truyền thông quốc tế trước đó cho biết kế hoạch củng cố hệ thống phòng không do Đức dẫn dắt sẽ có hệ thống phòng không Arrow 3 của Israel và được tích hợp với các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ hiện có ở EU. Thực tế cho thấy quốc phòng vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi nhiều lần giữa Paris và Berlin. Pháp phàn nàn Đức không có hành động đủ vì khu vực trong suốt nhiều năm. Chỉ tới khi xung đột bùng phát tại Ukraine thì mới bắt đầu công bố tăng mức chi khủng cho quân sự. Trong phát biểu vào ngày 19 tháng 6, như để đối trọng với Berlin, ông Macron cho biết, hệ thống chống tên lửa Mamba do Pháp và Ý cùng phát triển hiện đã triển khai và hoạt động tại Ukraine, bảo vệ nhiều cơ sở hạ tầng và sinh mệnh. Đây chính là hệ thống vũ khí đã được Paris và Rome công bố chuyển cho Kiev vào tháng 2 năm 2023. Đó mới thực sự là châu Âu đang bảo vệ châu Âu, Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến đây thì thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp đánh giá của quý vị ở phần bình luận cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại